Tám phẩm hiện tướng, bấy giờ xá lợi tử hỏi tôi thắng. Bồ Tát tu hành bát nhã và làm mật đa sâu xa bằng phương tiện thiện xảo thông đạt tánh pháp. Khi ấy tức liền ngồi tòa bồ đà, chứng đắc vô thượng tránh đẳng bồ đà chuyển bánh xe pháp vi diệu độ chúng hữu tình. Vậy vì nhân duyên gì mà trước phải hiện tướng sáu năm khổ hạnh, hàng phục thiên ma sau mới thành chánh giác tối thắng đắc đại đức nên biết bồ tát tu hành bát nhã bà làm mật đa sâu xa bằng phương tiện thiện xảo thông đạt pháp tánh thật không có khổ hạnh vì điều phục ngoại đạo nên thị hiện đó thôi lại nữa thiền mà kia là vua cõi dục bẩm tánh hiền hòa thật chẳng đáng ngại nhưng vì giáo hóa hữu tình nên thị hiện hàng phục vì các ngoại đạo tự xưng là mình tu khổ hạnh bậc nhất nên bồ tát thị hiện tu khổ hạnh hơn các vị khổ hạnh ấy nghĩa là có các hữu tình thấy bồ tát đứng một chân hoặc thấy bồ tát đứng giơ hai tay hoặc thấy bồ tát đứng nhìn mặt trời hoặc thấy bồ tát phơi thân dưới mặt trời bốn bên đốt lửa chịu nóng ngũ nhiệt trích thân hoặc thấy bồ tát treo ngược thân hoặc thấy bồ tát nằm trên gai gốc hoặc nằm trên phân bò hoặc ngồi trên đá hoặc nằm trên đất hoặc nằm trên ván mỏng hoặc nằm trên cái chày hoặc nằm trên cho đất hoặc thấy bồ tát trẻ mặc áo bằng ván cây hoặc mặc áo cỏ gai hoặc mặc áo cỏ rơm hoặc mặc áo vỏ cây hoặc mặc áo cỏ chanh hoặc lộ hình, hoặc hướng mặt về mặt trời, xoay chuyển theo mặt trời, hoặc thấy Bồ Tát chỉ ăn cây cỏ hoặc ăn lúa mạch, nước, hoặc ăn rễ cây,